Hello quý vị và các bạn thân mến, thì cũng như các bạn đã biết, trong tuần này có hàng triệu triệu người đã nhận được tiền hỗ trợ từ chính phủ Mỹ, $1.200 đó các bạn nhé. Okay. Thì trong lúc mọi người đang nhận được cái tiền hỗ trợ này thì đã có một cái đạo luật mới mới vừa đề xuất và có thể nha các bạn. Nghe kỹ nè, trước khi ném đá, trước khi comment, trước khi chửi, nhớ kỹ nha. Có thể cái đạo luật này mới vừa được đề xuất, nếu được pass, được thông qua và được tổng thống ký thì các bạn sẽ được $2.000 mỗi tháng, ít nhất 6 tháng trở lên. Ok. Thì đó là cái chủ đề mà tôi này muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Mời các bạn theo dõi cái video nhé. Và nếu các bạn cảm thấy hay, thông tin hữu ích thì các bạn ủng hộ bằng cách bấm like và nhấn nút chia sẻ cái video để mọi người cùng biết, để mọi người đỡ lo âu, hoang mang trong cái thời điểm này các bạn nhé. Đây cũng là một cái thông tin nó rất hữu ích mà mình cần phải cập nhật và mình cần phải biết các bạn nhé. Yes, mời các bạn theo dõi. Rồi, các bạn có biết không? Hạ viện hôm nay đã giới thiệu một cái dự luật các bạn nhé, Hạ viện Hoa Kỳ. Thì các bạn biết rồi, chính phủ Hoa Kỳ nó có Hạ viện và Thượng viện đúng không? Yes, ok. Thì Hạ viện Hoa Kỳ hôm nay đã giới thiệu một cái dự luật hỗ trợ mới, gọi là, cái tên là đạo luật về tiền khẩn cấp cho nhân dân. Tôi đi xin nhắc lại, cái gói cứu trợ mới này, cái đạo luật mới này nó gọi là đạo luật về tiền khẩn cấp cho nhân dân các bạn nhé. Kế hoạch này nếu được thực hiện sẽ phát hành cứu trợ hàng tháng cho tất cả người Mỹ ít nhất 16 tuổi kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Tức là như thế này, nếu ai vừa tròn 16 tuổi ngày 1 tháng 1 năm 2020 cũng là sẽ được cái đạo luật này nhé các bạn nhé. Tức là sẽ được hưởng cái đạo luật này đó. Ok. Số tiền kích thích sẽ là $2.000 mỗi tháng, $2.000 mỗi tháng, tức là cái số tiền mà cứu trợ đó các bạn, không phải một lần đâu, mà là sẽ là $2.000 mỗi tháng, bất kỳ cho ai từ 16 tuổi trở lên và coi, ok, tức là 16 tuổi trở lên đó nha các bạn nhé. Rồi, cái dự luật này chưa được thông qua tại vì mới được Hạ viện đề xuất thôi, cho nên Hạ viện phải pass rồi sau đó nó mới lên Thượng viện pass rồi sau đó nó mới lên bàn của Tổng thống Trump ký, lúc đó mới nó mới trở thành một cái đạo luật, cũng giống như cái gói cứu trợ 1.200, các bạn có nhớ không? Mới đầu thì nó cũng phải qua Hạ viện rồi sau đó nó mới lên Thượng viện rồi sau đó nó mới lên bàn của Tổng thống Trump rồi Tổng thống ký, thì lúc đó mình mới có tiền đúng không? Thành ra nó phải đi từng bước. Thì các bạn biết rồi, chính phủ Mỹ người ta làm việc, người ta làm theo luật và người ta coi như có từng bước một, chứ không phải coi như nói hôm nay là ngày mai có đâu các bạn nhé. Cho nên cách hiện tại bây giờ mới được đề xuất cái đạo luật này á, là mới được đề xuất, cho nên nó phải đi từng bước một. Và nếu các bạn muốn cập nhật cái thông tin thì các bạn vào cái trang web của chính phủ á, để các bạn theo dõi cái thông tin này thì nó chính xác và các bạn biết là lúc nào cái đạo luật này nó đã đi đến cái đoạn đường nào rồi và nó sao 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 đó. Nó tóm lại là hiện tại bây giờ nó mới được đề xuất và nó đang nằm trong Hạ viện, rồi sau đó nó mới lên Thượng viện, rồi sau đó nó mới lên tới cái bàn của Tổng thống Trump các bạn nhé. Cho nên mình phải cập nhật và mình phải theo dõi. Rồi bây giờ thì Tony xin chia sẻ, ai sẽ có đầy đủ điều kiện để nhận $2.000 mỗi tháng ít nhất 6 tháng, mời các bạn nghe nhé. Bây giờ thì Tony sẽ đi vào chi tiết, ai có đủ điều kiện nếu cái đạo luật này thông qua, ai có đủ điều kiện để nhận $2.000 mỗi tháng các bạn nhé. Đây, bây giờ bắt đầu mình đi vào chi tiết nhé các bạn nhé. Thì mỗi người từ 16 tuổi trở lên kiếm được dưới $130.000 hàng năm, dưới $130.000 hàng năm sẽ được $2.000 mỗi tháng. Các cặp vợ chồng có thu nhập dưới $260.000 hàng năm sẽ được nhận $4.000 mỗi tháng. Các bạn nhớ nha. Rồi,
các gia đình đủ điều kiện và có trẻ em thì sẽ nhận được thêm $500 mỗi trẻ em các bạn nhé. Ok, nhưng mà chỉ tối đa chỉ có 3 trẻ em thôi. Nếu các bạn có 4 thì các bạn cũng chỉ nhận được có 3, mà các bạn có 6 trẻ em các bạn cũng chỉ nhận được có 3, tức là người ta cho trẻ em cái con số là chỉ có 3 trẻ em thôi đó, tức là 3 người con thôi đó các bạn nhé. Rồi, ok. Kích thích này cũng, cái gói cứu trợ này cũng sẽ cho những người không có thu nhập và những người thất nghiệp luôn các bạn nhé. Tức là các bạn không có thu nhập và các bạn là đang trong tình trạng thất nghiệp, các bạn cũng được nhận cái gói hỗ trợ này $2,000 mỗi tháng luôn nha. Rồi, cái chương trình này á, nếu bạn không có đủ điều kiện với cái tờ khai thuế năm 2018 hoặc 2019, nhưng bạn đủ điều kiện dựa trên thu nhập 2020, bạn có thể gửi 2 tháng thu nhập để kiểm chứng. Bây giờ bạn hiểu chưa? Ví dụ bạn không có thuế 2018, bạn không có thuế 2019 để cho người ta dựa vào, thì bạn có thể gửi 2 tháng mà bạn đi làm của năm 2020 á các bạn, tức là tháng 1 và tháng 2 á, tại vì tháng 3 thì mới bắt đầu ở Mỹ thì cái dịch nó mới bùng phát đúng không các bạn? Cho nên nếu bạn nào không có thuế 2018 hoặc 2019 nhưng bạn có đi làm 2 tháng của 2020 thì bạn có thể, người ta sẽ dựa vào cái 2 tháng đó đó để mà người ta xét duyệt để người ta cho bạn được cái gói hỗ trợ $2,000 này các bạn nhé. Thì sau giờ phút Tony chia sẻ với các bạn một cái đạo luật mới mà đang được đề xuất từ Hạ viện. Thì hiện tại bây giờ mình phải đợi Hạ viện nó thông qua, rồi sau đó nó mới lên Thượng viện, rồi sau đó nó mới vào cái bàn của Tổng thống Trump. Cho nên mình phải chờ đợi và mình phải cập nhật từ từ nhé các bạn nhé. Và $2,000 mỗi tháng cho đến mức khi nào mà cái mức thất nghiệp của nước Mỹ nó sụt lại cái con số bình thường trước khi cơn đại dịch đó các bạn, thì lúc đó thì cái gói cứu trợ này nó mới ngưng. Tại vì như thế này, ví dụ trước khi cái cơn dịch, cái tỷ lệ thất nghiệp của nước Mỹ là 3%, mình nói ví dụ thôi nha các bạn, mà hiện tại bây giờ tại vì cái cơn dịch nó lên tới 8-10% đúng không? Thì cho nên cái gói mà $2,000 mỗi tháng này nè, ok, mình sẽ lãnh cho đến khi nào cái tỷ lệ thất nghiệp á nó sụt xuống bằng cái con số trước lúc dịch đó, thì lúc đó mình mới ngừng lãnh cái $2,000 này các bạn nhé. Cho nên những người mà bị thất nghiệp cũng sẽ được đủ điều kiện để lãnh $2,000 mỗi tháng này nếu cái đạo luật này nó được thông qua, giống như cái đạo luật $1,200 các bạn nhé. Rồi, thì nói tóm lại thì cũng như các bạn đã biết nãy giờ tôi nhấn mạnh nhấn tới nhấn lui là hiện tại bây giờ Hạ viện đang đề xuất cái đạo luật này thôi, phải chờ cho Hạ viện thông qua rồi nó mới lên tới Thượng viện. Những ông ở trển á, người ta phải bầu rồi pass xong rồi bắt đầu mới lại tới bàn của Tổng thống Trump. Cho nên các bạn hang on, ok, be patient. Rồi, cho dù mình có trở lại đi làm đi nữa thì nếu cái đạo luật nó thông qua, mình vẫn được lãnh $2,000 các bạn nhé. Rồi, nếu các bạn có hỏi Tony thì Tony trả lời trước luôn rồi đó. Cái đạo luật này nó không khe là các bạn có trở lại làm việc hay không, nhưng mà mình vẫn lãnh được $2,000 các bạn nhé. Rồi, thì mình hy vọng là cái cơn dịch này nó qua sớm để mình được đi ra khỏi nhà đi làm, con cái mình được đi học và mọi người được trở lại cuộc sống bình thường, cả thế giới luôn các bạn nhé, chỉ không riêng gì nước Mỹ. Nhưng mà đây cũng là một cái tin tốt cho mọi người trong cái thời điểm này, cũng là một cái động lực để cho mọi người cố gắng vượt qua cơn đại dịch các bạn nhé. Nói tóm lại thì mình chỉ biết cầu nguyện thôi, và cầu nguyện cho cái con dịch vật này nó biến mất các bạn, để mình trở lại cái cuộc sống bình thường các bạn nhé. Chứ không ai muốn ở nhà, không ai muốn ăn tiền thất nghiệp, không ai muốn lãnh tiền hỗ trợ. Thì sau giờ phút tôi này chia sẻ với các bạn mà cái đạo luật này nó mới được đề xuất á, thì nếu các bạn thấy hay, thông tin nó hữu ích thì các bạn chia sẻ cái video để cho mọi người cùng biết nha, để chúng ta cùng có một cái động lực. Rồi, chúc tất cả mọi người một ngày an lành và khỏe mạnh. Bây giờ là stay home để mà chống dịch, dập dịch, chống lây lan các bạn nha. Nếu không có việc gì cần thiết thì đừng nên đi ra ngoài. Một lần nữa Tony cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn các bạn lại cái next video nha. Và nếu các bạn
Thấy cái video hay thì đừng quên ủng hộ Tony bằng cách là bấm like, bình luận bên dưới để đóng góp nha. Rồi, bye bye.